tiêm ở quê ấy, tức là mình tự đi tiêm ấy, mấy muộn là mình tự đi tiêm ấy, hay như nào? Không tiêm để cho nó khỏi ạ, mà nó không khỏi, mới tiêm đầu năm vừa rồi ạ. Mình nặng quá, mụn nặng quá, để này thì quá nặng rồi, điều trị sai nhé anh em, cực kỳ nhiều những cái mụn ẩn, mụn viêm này, mặt nó nát bét, không phải da như này. Ở nhà có đi điều trị spa sẽ biết gì không? Dạ không. Thế à? Hỏng hết cả da mà, da như thế này mà em để này thì hỏng hết, không được rồi nhá. Bây giờ phải điều trị cho nó chuẩn thì mình mới có thể phục hồi được cái da. Nhưng mà những cái sẹo đang có này, sau này mình điều trị sau nhá. Trước tiên bây giờ phải xử lý mụn đã, điều trị cái mụn này em phức tạp đấy. Nếu mà điều trị tốt thì cố gắng trong vòng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nó đỡ được khoảng tầm 70-80% nhé em nhé. Thế ở nhà thì mình có dùng cái thuốc gì thì bỏ hết đi nhé em nhé. Không được đâu nhé, để mình điều trị cho nó tốt, thấy chưa? Vâng. Nhé em nhé. Hôm nay thì anh sẽ cho em làm cái hút tắc nghẽn này để nó đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là mình xử lý laser cái nhân mụn này này. Vâng. Và dùng thuốc uống thuốc bôi nhé. 1 tuần sau thì đến khám lại nhé em nhé. Vâng. Hôm tối sáng hẳn lên. Trước nó thâm đen nhỉ? Vâng. Bên này xem nào. Khá hơn nhiều. Em thấy 10 phần đỡ được bao nhiêu phần? Cũng 70 phần. 70% là sau 2 tuần à? Tuần này tuần thứ 3 đúng không? Vâng ạ. Ok. 4. Tuần thứ 4. Ok. Vâng.